Em gái Trấn Thành xác định rõ tình trạng tình yêu. Em gái Trấn Thành chia sẻ chuyện mình đang ế, chứng tỏ đã đường ai nấy đi với bạn trai tin đồn. Mới đây, Nguyễn Ân, em gái Trấn Thành đã đăng tải hình ảnh đi ăn cùng Ali Hoàng Dương. Sau phim Cô Dâu Hào Môn viết, ế một dắt ế hai đi ăn. Đây được cho là chi tiết cho thấy Nguyễn Ân và bạn trai tin đồn Quỳnh Lý đã y toan tình ế sau thời gian bí mật hẹn hò. Trước đó, Nguyễn Ân và Quỳnh Lý chưa từng công khai về mối quan hệ. Tuy nhiên, cả hai từng để lộ nhiều hiên chứng minh chuyện tình cảm. Cũng vì thế, ai cũng ngầm hiểu Nguyễn Ân và Quỳnh Lý từng là một cặp. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và buổi tụ tập thân mật với nhóm bạn. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, Nguyễn Ân và Quỳnh Lý dường như tránh mặt nhau, không còn tương tác trên mạng xã hội. Thậm chí, tại các sự kiện ra mắt phim mới của Nguyễn Ân, Quỳnh Lý cũng không xuất hiện để ủng hộ. Giữa tin đồn rạn nứt với Quỳnh Lý đang lan truyền, Nguyễn Ân lại bị nghi ngờ có mối quan hệ tình cảm với Song Luân. Nguyễn Ân đã lên tiếng giải thích, sau mỗi phim tôi lại có thêm một người bạn thân, anh Luân cũng vậy. Chính vì thân thiết nên chúng tôi cũng không ngại ngùng đùa giỡn trước mặt mọi người. Được biết, Quỳnh Lý và Nguyễn Ân chưa kịp công khai mối quan hệ nhưng đã vội dịch toan tình. Bằng chứng rõ nhất là cả hai không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Chuyến du lịch Thái Lan gần nhất của Nguyễn Ân và hội bạn Harry Won, Trấn Thành cũng không có Quỳnh Lý tham gia. Quỳnh Lý từng đoạt quán quân chương trình Cười Xuyên Việt, Tiểu Lâm Hội năm 2017. Tính đến nay, anh đã có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, chủ yếu trên sân khấu kịch và đóng web drama. Tên tuổi của anh vẫn chưa thực sự nổi bật. Giống như Nguyễn Ân, Quỳnh Lý không chia sẻ về chuyện tình cảm. Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về vấn đề môn đăng hộ đối ế trong tình yêu, Nguyễn Ân, em gái Trấn Thành, bày tỏ, để tôi nghĩ điều đó khá quan trọng. Dù có thể không môn đăng hộ đối về gia cảnh, nhưng chúng ta nên tương đồng về tư duy. Chuyện vợ chồng là vấn đề hệ trọng, nên tôi nghĩ cả hai cần có cùng suy nghĩ mới có thể gắn bó lâu dài. Nguyễn Ân cũng khẳng định sẽ không công khai chuyện tình cảm trước công chúng. Em gái Trấn Thành cảm ơn vì những lời chúc phúc, nhưng vẫn muốn giữ kín chuyện đời tư cho riêng mình.